này đang cho bạn thì cái bóng bi cầu này với cả cái bóng led 3 led 2 màu các bạn ạ, led sương mù 2 màu. Đấy. Các bạn là muốn lắp được cái bóng bi cầu trước xe này nhá, của cái K165 ấy, thì mình lại chia sẻ lại các bạn là các bạn phải tháo cái mui ra nhá. Đấy, anh em nào mà muốn chơi bi cầu led là các bạn phải tháo cái mui ra này, chứ không phải là đút thẳng vào đây đâu. Nhiều anh em không biết là các bạn đút thẳng vào đây là ánh sáng nó đâm vào đây là các bạn không ra ánh sáng ở đâu. Các bạn phải bỏ cái mui ra, cái mui này thì các bạn phải bẻ. Bẻ đi bẻ lại mấy phát nó sẽ gãy này, các bạn rút nó ra, cầm kim nhọn rút nó ra. Đấy, và tiện thể thì thay cho bạn để cái bóng led 2 màu các bạn nhá, bóng H3 led 2 màu, cái này bán rất là nhiều anh em ạ. Nó là cạnh cái bóng đèn của đèn pha Kia các bạn này. Bên này này, đấy, đây là bóng này là các bạn dùng bóng chân H4, chân này chân H3. Thì khi anh em lắp vào nó rất là sáng. Với những chiếc đèn ngày xưa này bọc sọc này các bạn nên lắp bóng bi hoặc bóng led. Càng sáng càng tốt các bạn nhá. Đấy, và vẫn là để nguyên bản như này để mai kia các anh em đi đăng kiểm không bị bắt thay đèn. Còn nếu anh em mà cạo cái mặt này đi để mặt trắng là mai kia có một số đăng kiểm người ta sẽ đăng kiểm cho anh em. Anh em lắp bóng bên trong thôi. Có nghĩa là thay bóng zin vào bóng xoay siêu sáng để làm sao cho nó ánh sáng bắt được. Còn các bạn không được cạo pha đèn và cũng là độ bi cầu to là các bạn sẽ phải tháo đèn ra đi đăng kiểm các bạn ạ. Đấy, lắp đặt như zin anh em nhé. Đấy, đây cái bi này thì cũng lắp như zin này, nhưng các bạn phải bỏ cái này ra này. Đấy, còn cái bóng đèn led trên đàn bà lắp như zin luôn. Nó có hai chấu, một bên chấu vuông, một bên chấu tròn các bạn nhé. Đây, ok. Pha cốt đi, bạn bật pha cốt đi. Gần 15 nay rồi mà hôm nay bật công tắc đèn gầm. Đấy, đôi khi anh em không để ý cái đèn gầm này. Đây là cái đèn đèn xương vàng này. Đá pha cốt luôn. Đấy, ok anh em nhá. Bi cầu led cộng với led bóng led sương mù hai màu. Đấy, ok, ngon luôn. Đấy, hello anh em nhá. Chào mừng anh em đến với kênh của mình. Tôi Tùng ô tô Nhật Đức. Hôm nay thì mình đang cảnh lắp cho anh trai cái bầu lọc gió các bạn nhá. Của xe Kia đúng rồi anh ạ. Kia K165 và lắp một số cái đồ cho xe này anh trai mới lấy các bạn nhé, mới lấy được có mấy ngày thôi. Đó, xe này thì anh trai đã tuyển vào trong anh em nhá. Đó, đang thay cái bầu này có ba cái bị vỡ này các bạn này. Đấy, nó đang bị vỡ toát hết rồi. Đó, thay cái bầu này. Đấy, và lắp một số thứ đồ chơi nhá. Đây, xe thì 2016 anh em ạ. Đấy, vừa mới lấy xong. Đấy, lúc qua các bạn xem qua một chút về xe của anh các bạn nhé. Giờ mình sẽ làm chiếc xe này. Đấy, làm tí ốp gương, ốp kiếm, ốp kiếp của ốp gương. Nói chung là ốp hôm nay. Không hết những cái đồ chơi chiếc xe này. Cái gì đồ hàn là mình sẽ ốp hết chiếc xe này các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này thì có chế cái bình. Cái bình này là chế bình nước phụ đúng không anh? Ơ, sao lại chế bên đây nhỉ? Bình ở trên kia bỏ anh. À, đấy, xe này thì lại có cái bài chế bình nước phụ ở sườn xe anh em ạ. Ở thùng xe rất là hay luôn. À, 276 anh em nhá, bác tài vừa lấy xong. Đóng đây muốn 200 cây không anh? Từ Hà Nội vào đây 200 cây không anh? Muốn nhiều chứ, 700. Bao nhiêu anh? 700 cây anh? Em không để ý lắm 700 cây cả anh. Có nghe đóng từ hôm nay thì đến sáng mai là vào nơi hả anh? 12 sáng mai luôn. Thông đêm luôn à? Đây tiếng. Ví dụ như là cứ cho xuất phát từ 6 giờ tối hôm nay đi. 6 giờ sáng mai cho vào trong đấy. Có như thông đêm luôn anh. Sợ giờ anh nhỉ, 700 cây số. 12 tiếng. Uầy, kinh phết đấy anh em nhỉ. Đóng coi như một ngày ngồi lên xe luôn. Đấy, hôm nay thì mình sẽ lắp cái đồ chơi xe này các bạn nhá. Đấy, và bây giờ mình sẽ nhặt